ban thêm cho chúng ta sức mạnh và nguồn cậy trông. Tình yêu của Ngài và sự quan phòng của Ngài, và xin Ngài cùng đồng hành với chúng ta trong ơn gọi của mình. Sau đây, con xin kính mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức một tác sáng tác theo Chúa. Một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm qua phần trình bày của các cha, các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức và dành một tràng pháo tay thật lớn cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại cùng ca đoàn tổng hợp. Con xin theo Chúa đến dạy con nuôi cuộc đời.
với những tràng pháo tay như thế thôi đã biết cái sự ủng hộ của quý vị như thế nào đối với các thầy và các cha, phải không ạ? Thành ra thưa quý vị, đi tu là mang lại ánh sáng, niềm tin cho mọi người. Đi tu còn mang lại tiếng hát yêu đời cho mọi người. Có không lạ gì mà tất cả các buổi lễ các cha đều có giọng hát rất là hay, có phải không thưa quý vị? Các cha đã làm lu mờ tất cả ánh sáng tối đêm nay. Chúa đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan để có thể sử dụng các tạo vật của Ngài làm lương thực. Chúa ban cho chúng ta sức khỏe để có thể làm việc và mang lại những hoa lợi cho chúng ta hưởng dụng hàng ngày. Thưa, xin tạ ơn vì mọi sự con có được đều bởi ơn Chúa ban cho. Sau đây mời cộng đoàn cùng đón nghe ca khúc Tự Tình Người Lao Động. Dạ, Trúc Tiên xin lỗi. Anh à, anh làm Trúc Tiên run quá trời luôn vậy đó. Cái tự nhiên cái là nói giọng rất là nam kỳ. Trúc Tiên xin giới thiệu lại. Trúc Tiên xin mời cộng đoàn cùng đón nghe ca khúc Tự Tình Người Lao Nhọc, một sáng tác của Linh Mục Hạ Đăng, do ca đoàn vùng Dallas Fort Worth, Texas trình bày, và qua sự điều khiển của ca trưởng Lê Đình Hùng. Xin mời nhạc trưởng Lê Đình Hùng. Love.